Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video của DC ngày hôm nay. Hôm nay DC xin review mọi người một cái chiếc súng bơm lốp chuyên dụng cho anh em làm về bên chăm sóc xe, gara ô tô và làm lốp. Thì một chiếc súng bơm lốp không thể thiếu được cho mỗi trung tâm làm về xe ô tô. Thì hôm nay DC muốn đưa tới mọi người cái chiếc súng bơm lốp THB. Thì cái súng này được thiết kế như thế nào thì mời các bạn cùng mình để khám phá chi tiết cái súng này nhé. Đầu tiên thì cái súng bơm lốp cái nào nó cũng có cái đồng hồ như này. Đó, có dòng thì có đồng hồ, có cái rung môi bên trong, có đồng hồ thì lại là dòng cơ như này. Có những dòng thì nó lại có dòng kim và dòng lại có cái điện tử. Thì hiện tại bên mình đưa tới cho mọi người là cái dòng kim như này. Thì trên cái đồng hồ kim này nó sẽ có cái mức 3 là màu đen bên trong. Nó tính là lượng cân thông thường như anh em đang tính. Còn bên ngoài là per si. Thì mọi người tùy theo từng cái lốp để mình bơm cái số cân nó phù hợp với cái lốp của mình, đúng không ạ? Tiếp tục đến là cái dây bơm lốp. Dây bơm lốp này thì được thiết kế toàn bộ bằng dây cao su anh em nhé. Và có cái đầu bơm lốp là sẽ có khóa như này để mọi người tháo ra thao vào rất là thuận tiện. Tiếp tục đến nữa là cái cò để anh em bơm cấp hơi vào trong quả lốp. Khi anh em cấp hơi vào lốp đủ thì anh em có thể là nhả ra là lượng hơi sẽ không vào nữa. Còn nếu hơi anh em mà thừa, anh em chỉ cần ấn cái lốc này thì toàn bộ rút hơi toàn bộ từ bên trong quả lốp rút ra bên ngoài. Và cái này là đuôi chuột để anh em cắm cái hơi cấp hơi từ máy nén khí vào đây. Đây chính là cái van bi thông thường mà mọi người thường thấy trên thị trường rất là nhiều, nó là phổ biến nhất. Thì mọi người chỉ cần cắm vào cái đuôi chuột như này, mọi người cắm vào như này, đây như này là đã ok rồi đúng không ạ? Khi mọi người muốn rút ra, mọi người chỉ cần kéo nhất nhẹ nhàng rút ra như này xong. Đây mọi người tháo cái van ra này, đó, đây là cái đầu cấp vào bơm này, anh em chỉ cần bóp cái này, ấn vào, nhả ra như này ok. Thì anh em có thể để xem lượng cân này, xem bao nhiêu cân này, thì mọi người có thể bơm vào thêm này, bơm vào thêm này, đó, bơm vào thêm như này, mọi người bơm này, đấy, bơm vào ví dụ con này của mình tầm 2,2 cân này mà đang thừa cân này, 2,4 cân này, thì mình sẽ ấn này ra để mình rút hơi bớt hơi ra là như này là ok rồi. Thì mọi người chỉ cần rút cái ra là xong, đó. Thì quy trình bơm lốp nó cũng khá đơn giản thôi, và cái đồng hồ bơm lốp THB này thì nó cũng rất là thuận tiện để cho anh em sử dụng. Và cái chi phí để đầu tư ra một cái súng bơm lốp như này thì chi phí đầu tư cực kỳ là hợp lý. Thì tuy nhiên là bên mình cũng có rất nhiều những cái model bơm lốp khác nhau để anh em có thể dễ dàng lựa chọn phù hợp với cái túi tiền của mình. Thì mọi người thấy cái bơm lốp THB này của mình có ok không? Nếu mọi người đang có nhu cầu muốn dùng cái sản phẩm này, mọi người có thể gọi điện trực tiếp cho mình theo số này trên clip, hoặc có thể comment trực tiếp số thoại bên dưới để mình tư vấn hỗ trợ cho anh em. Và mọi người có thể mua hàng trực tiếp trên kênh, các kênh thương mại điện tử như Tiki, Shopee và Lazada nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu mọi người thấy video mình hữu ích, mọi người có thể ấn like và subscribe kênh của mình. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người clip sau.